Hello mọi người đã quay trở lại với cả là video tiếp theo của mình. Và mình là Đạo Trinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau custom một đôi giày Van. Và đây chính là hình ảnh của đôi giày đó. Đôi giày này thì thực ra là mẫu nguyên bản của nó thì sẽ là màu đen, nhưng mà mình đã phải phủ một lớp màu trắng lên trên cái phần má giày. Như mình chia sẻ thì khi mà vẽ màu trắng lên thì bạn lên màu nó sẽ dễ hơn và màu sẽ đẹp hơn. Đó, cho nên là khi mà bạn vẽ những cái đôi giày màu đen ấy thì bạn sẽ phải tốn công một chút ở cái công đoạn là bạn phải phủ một lớp màu trắng lên trước. Đó, tuy nhiên thì thành quả cuối cùng của đôi giày thì chắc chắn sẽ rất là sặc sỡ như các bạn vừa nhìn thấy ở đoạn đầu của video ấy, đoạn intro ấy. Đó, và yeah, vậy thôi. Thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Thế là mình đã hoàn thành xong một đôi giày nữa. Và đây chính là đôi giày vàng. Mình gọi tiếp rất là sắc màu như thế này. Đó, đây là đôi giày của bạn khán giả mà đã gửi về cho mình ấy. Và mình đã hoàn thành xong cho bạn đấy. Ok. Và vậy thôi. Thì hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thích cái video này. Đã sang năm mới rồi cho nên là yeah, mình chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang hạnh phúc, ngập tràn niềm vui, bla 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 bla. Đó. Và hy vọng là sang năm mới thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn. Ok nhá, vậy thì mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Nếu mà thấy video hay, đừng quên like và subscribe nhớ chú nhó. Mình rất là cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong suốt những khoảng thời gian vừa qua. Ok nhá, và bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.